Cô Ngọc Anh xin chào tất cả các bạn. Sau một ngày, cô Ngọc Anh lại được gặp lại các bạn đây rồi. Các bạn nào mong chờ những câu chuyện của cô Anh không nhỉ? Ngày hôm nay không biết là chuyện gì đây? Trong nhà của các bạn có cái chổi không? Các bạn nào thắc mắc rằng cái chổi từ đâu mà có không nhỉ? Rồi tại sao người ta lại gọi nó là cái chổi không? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện về sự tích cái chổi để cùng lý giải những câu hỏi trên nhé. Thuở ấy ở cung điện Ngọc Hoàng trên trời có một bà nấu ăn thật khéo. Từ bữa hàng ngày đến những tiệc cỗ đều ngon lành nước tiếng. Bà lão được làm nhà bếp hàng đầu, trông nom tất cả mọi bếp của mọi người. Có một điều bất thường là bà đã tự tay nấu nướng mọi thứ cao lương mỹ vị, nhưng bà không đụng, không ăn các thức ăn đó bao giờ. Không phải là bà không biết thưởng thức, cũng không phải luật nhà trời cấm đoán kẻ hầu người hạ không được biết đến của ngon, mà chỉ vì cái thói quen là thế, bà không thiết. Hàng ngày, bà thổi nhiều cơm gạo đỏ, có khi bà nắm lại ăn 2 bữa với muối vừng. Đôi bữa, bà ra bờ dậu, hái nắm lá ngót, nấu bát canh, húp cho mát ruột. Một tòa thiên trù, tức là cái bếp của nhà trời, cả mấy chục người, mỗi người một việc. Ngoài sân lũ lượt người khuân gỗ trên rừng về, ra sức bổ củi. Trong đám bổ củi có một ông lão, tuy đã lớn tuổi nhưng còn khỏe, mỗi nhát búa chẻ gọn thanh củi rồi bó lại. Bà đầu bếp trọng cái nét của ông lão chăm làm. Mấy lại ở trên trời, những người bần hàn như ông lão thì cũng không có mấy. Bà đầu bếp dẫu được ăn ở trong lâu đài, nơi quyền quý, nhưng bà cũng chỉ là kẻ đi hầu, chẳng khác thân phận ông lão. Bà xót xa cho đồng loại. Thỉnh thoảng, bà lại lấy trộm cơm và rượu thịt đem ra cho ông lão. Một ngày kia trên lầu có đại tiệc. Trong cung điện huy hoàng, khách nhà trời ngồi từng bàn ngay ngắn, 4 bề, đàn sáo vang lừng. Ông lão vừa quẩy gánh củi vào cửa lò, xong rồi ông lão ra chúi vào một cột, ngả lưng nằm quèo. Ông lão mệt và đói. Đang nằm lử lạ, lại nghe tiếng đàn hát, tiếng cười nói và mùi xào nấu thì bốc lên thơm nức, không thể nào mà chợp mắt được. Ngỡ như mọi khi, có bữa ăn to như thế này, bà đầu bếp hay đem thức ăn ra cho ông. Đợi không thấy, ông lão ngồi dậy, lò dò, bước ra. Ông lão vừa đi vừa hát, bắt chước khách trên tiệc. Tiếng khàn khàn như mèo rên. Câu hát hay nước mắt đều là tâm sự của con người. Vui hay buồn thì cũng một nỗi. Vậy hát hay khóc thì cũng thế. Bà đầu bếp đã nghe thấy tiếng khặc khử, chẳng do ho, chẳng ra hen từ đằng xa. Bà mới hốt hoảng lẩm nhẩm: "Ôi rồi ôi, đường yến tiệc linh đình của vua quan thế này mà lại mò vào, chắc là lại đói rồi." Bà mới chạy ra: "Lão dở hơi kia, mò lên đây làm gì? Có cái cho tôi ăn không?" Bà đầu bếp đoán không sai tẹo nào. Trăm quan mũ cao áo dài ngồi trên lầu, ông không sợ à? Bụng đói thì chẳng sợ gì cả. Bà lão mới quát khẽ: "Vào đây, vào đây." Bà mới lôi ông lão vào gian trong cùng của nhà bếp. Gian ấy mới đặt tầng tầng lớp lớp các giá cỗ. Bọn gia nhân thì lần lượt xuống bưng tiếp lên trên nhà tiệc. Bà mới dặn ông lão rằng: "Ngồi chỗ xó tối này, cầm bát cơm mà ăn tạm, không được thò đầu ra, ai mà trông thấy thì chết. Bao giờ khách ăn cỗ xong, tôi đem xuống cho ông chén thả cửa. Nhưng bây giờ thì phải ngồi nguyên đấy, nhớ nhé." Bà cầm đến một cái bè rượu và dặn: "Rượu này chỉ khách tiên mới được uống, ông hãy làm một chén cho ấm bụng." Bà đầu bếp lại tất tả đi. Ông lão nghe lời bà, bởi ông biết thể thức thứ bậc trên nhà trời nghiêm lắm. Ông lão mới nhấc bè rượu lên, tu một ngụm. Trong bè thì cũng chỉ có 1 chén như bà lão vừa mới nói. Biết thế nhưng mà ông lão có biết cái mùi rượu quý của nhà trời đâu. Bây giờ mới được nếm cái rượu nhà trời, sao mà nó lại ngon thế, hay thế. Rượu vào, thơm ấm dần từ cổ xuống bụng. Trông ra trước mặt san sát trên mâm đồng. Những bát xào nấu mới thơm vỡ mũi ra. Thế thì quảng bát cơm nguội này đi, vứt đi. Rượu nga nga rồi, phải vào tiệc chứ. Ông lão mới mò đến chỗ những cái mâm cỗ, mới bốc một cái. Ông lão cũng chưa đến nỗi quá say, ông mới nghĩ ra cách này. Mỗi bát thì chỉ quờ 1-2 miếng. Một loáng thôi, ông đã ăn suốt các mâm rồi, nó kênh cảnh cạnh ra. Ông lão mới trở lại cái xó tối lúc nãy, ngồi xuống. Khoái cái bụng quá, ngủ rụi ngay. Các bạn có biết không, trên thiên đình, nhất là Ngọc Hoàng, mà Ngọc Hoàng lại chẳng khác nào một ông nhà giàu keo kiệt ở dưới trần gian, kỹ tính vô cùng. Không một cái gì mà lọt qua được mắt ông. Các mâm thức ăn thì đang được bê lên. Ngọc Hoàng vừa đón khách, mời khách, lại vừa để mắt nhìn từng mâm xem thế nào. Chợt mới nhận thấy trên mâm có chỗ bát đĩa bị xô lệch. Cái hành hoa thì rơi xuống bát canh nấm hương, sâu thịt công nướng khuyết mất một miếng giữa, đùi gan luộc thì lẫn lại vào góc mâm để đũa. Như là có tay ai khoáng vào. Chắc chắn là có đứa ăn vụng. Chết thôi, thế này thì hỏng. Nhưng mà các thực khách thì đã vào tiệc, không biết gì cả, đường ăn uống ao ao. Đến khuya tiệc tan, quan khách ra về, Ngọc Hoàng mới gọi tất cả các quan hầu và gia nhân lại. Bà đầu bếp bị tra hỏi trước tiên. Mày hay đứa nào đã thò tay vào mâm bốc thức ăn? Bà đầu bếp ngơ ngác. Ngọc Hoàng mới hỏi đến các quan trông coi giàn cỗ. Có phải chúng mày ăn vụng? Các quan hầu đều bẩm. Bẩm không biết ạ. Ngọc Hoàng mới hét to lên. Không đứa nào biết thì tất cả chúng mày phải mất đầu. Lúc ấy ông lão ở trong xó bếp mới chui ra. Xin đừng bắt tội mọi người. Tội ở tôi đã bốc thức ăn, tôi lại uống chén rượu. Tiếng Ngọc Hoàng mới quát động trời. Đao phủ đâu? Chặt đầu thằng già này. Bà đầu bếp mới vội vàng quỳ xuống. Xin đừng bắt tội nó. Tội là tôi đã cho nó vào ngồi xó bếp. Tôi lại cho nó uống rượu, tội ở tôi. Ngọc Hoàng mới giận quá. Ngọc Hoàng mới đẩy bà đầu bếp và lão bổ củi xuống trần, biến làm cái chổi. Bà đầu bếp mới thành cái chổi lúa. Suốt ngày chổi lúa phải bới móc rác rưởi các xó xỉnh ở trong nhà. Lão bồ củi thì hóa thành cái chổi xể. Đêm ngày hứng mưa hứng nắng ở ngoài trời, chổi xể thì quét sân đất, chuồng gà, chuồng lợn, bờ ao. Cuối năm ấy, vua bếp lên trầu trời thì tâu với Ngọc Hoàng rằng người ta đổ tiếng cho chổi lúa, chổi xể để làm câu đố xỏ xiên. Trong nhà có bà hay la liếm, là ý nói bọn họ. Chứ tôi xem ra chổi lúa, chổi xể cả năm, ngày mưa cũng như ngày nắng, phải làm quần quật, chỉ được ngơi có 3 ngày Tết cả. Mong được Ngọc Hoàng nghĩ lại. Câu chuyện thì đúng là như thế thật, nhưng mà Ngọc Hoàng thì cũng chẳng bao giờ nghĩ lại, cho nên chúng ta mới có những cái chổi ở trong nhà như ngày hôm nay. Ông bổ củi và bà đầu bếp thì phải đầy ải suốt đời, mà chổi lúa, chổi xể không phải quét 3 ngày Tết. Các bé có biết là vì sao không? À, đó là vì quan niệm của người xưa, đó là kiêng quét nhà 3 ngày Tết. Bởi vì họ quan niệm tiền bạc của cải trong nhà trong 3 ngày Tết giống như là những cái rác rưởi vậy. Nếu mà quét thì lại thành ra quét hết cả của cải tiền bạc đi ra sông, ra biển mất. Cho nên mọi người mới không quét để giữ lại, coi như là mình giữ lại của cải ở trong nhà. Tất nhiên là ngày hôm nay thì cũng còn nhiều nhà gìn giữ phong tục đó, nhưng mà cũng có nhiều nhà thì không còn gìn giữ phong tục đó, cho nên vẫn quét nhà cả trong những ngày Tết nữa. Ồ, câu chuyện về sự tích cây chổi đến đây là hết mất rồi. Cô Ngọc Anh xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ này để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện rất thú vị. Còn bây giờ thì các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng đi ngủ thôi. Cô Ngọc Anh chúc các bạn ngủ thật ngon và có những giấc mơ thật đẹp nhé.